Dạo này mình đang tìm hiểu về dự án sơn mô hình. Và trong dự án sơn mô hình nó có nhiều dụng cụ, thiết bị và loại sơn. Đặc biệt về bằng loại sơn nó thậm chí hình 3 loại. Một loại không độc, hai loại kia độc và trong đó có một loại rất độc. Người ta thường sử dụng một cái buồng phun sơn nhưng giá thành của nó khá là cao, từ 2 cho đến 4 triệu. Chính vì lý do đó là việc đầu tiên của mình sẽ chế tạo một cái buồng phun sơn bằng những vật liệu mà hiện tại mình đang có. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và đừng quên like nếu các bạn thấy thích video và nội dung như thế này. We'll be right back.
Các bạn nhớ đeo thêm mặt nạ phòng độc để chúng ta an toàn nha. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn với cái mô hình chiếc tàu này. Thì video này thì mình sẽ tua nhanh bởi vì là làm nó cũng khá là lâu. Sơn đầu tiên thì mình sẽ sơn một cái lớp sơn lót lên cho nó.
Thôi bây giờ thì mình sẽ vệ sinh sẵn cái hũ này lúc nãy mình làm cho các bạn xem rồi đấy. Rồi video của mình đến đây là kết thúc thôi anh em ạ. Mình chỉ quay và giới thiệu cho các bạn sơ qua về cái việc sơn mô hình là như thế nào. Sơn mô hình thì nó có rất là nhiều loại nên em có thể lên internet và chúng ta tiếp tục tham khảo nhiều nguồn hơn nha. Thì mình cũng chỉ tham khảo trên đó mà thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nếu các bạn thấy hay thì nhấn like, share và subscribe cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.